Mika xin chào tất cả mọi người, hy vọng là mọi người đã có một cái cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Không biết là mọi người theo dõi tin tức ở trên TV hay là một số mạng xã hội thì có để ý là lâu lâu mình lại gặp một cái tin tức về người nhập cư, dù là đã nhập vào quốc tịch ở Canada rồi thì họ vẫn có thể là họ sẽ muốn quay trở về với lại quê nhà của mình vì nhiều lý do. Không biết mọi người có để ý là cái khuynh hướng đó dạo này gia tăng hay là tin tức bắt đầu họ chú ý cái con số đó nhiều hơn, mà họ nói đến cái vấn đề đó nhiều hơn vào thời gian gần đây. Mình cảm thấy là một số đề xuất gần đây của mình thì có bao gồm những cái video như vậy. Và thật ra là trong năm nay á, là mình cũng được hỏi hai lần bởi hai người mà thuộc cái nhóm có thể nói là cũng hơi có những cái quan điểm thứ nhất là tự hào rất là nhiều về Canada, thứ hai á, là họ có một cái góc nhìn hẹp về những cái nền văn hóa khác á. Thì có điểm chung là như vậy, thì mình được hỏi bởi hai người như vậy và họ hỏi mình là mày sống ở đây thì có cảm thấy ghét Canada hay không. Lúc đầu thì mình cảm thấy cái câu hỏi đó rất là kỳ lạ, tại sao lại hỏi mình như vậy, tại vì mình chưa bao giờ nhắc đến cái chuyện là mình thích hay không thích một cái đất nước nào với họ. Tự nhiên cái việc mà mình nhìn thấy quá nhiều video như vậy cái làm cho mình nhớ lại là có phải là do hai cái người mà đã hỏi mình câu hỏi đó họ cũng thấy những cái nội dung tương tự và họ cảm thấy là những người nhập cư á đã đến Canada và cảm thấy chán ghét Canada và quyết định rời khỏi Canada. Tại vì thật ra là trong số những cái video đó thì cũng có những người là quốc tịch Canada gốc châu Á cũng chia sẻ là họ cảm thấy là họ không thể tiếp tục mà xây dựng cái cuộc sống của mình ở đất nước này vì quá nhiều lý do, ví dụ như là cái thị trường công việc bị bão hòa, con số mà họ tuyển dụng thì cao nhưng mà lại không có phù hợp với lại cái bằng cấp mà họ có, họ cảm thấy giống như là không có được trả lương xứng đáng với lại cái công sức mà họ bỏ ra, cộng với lại cái chi phí sống đó, càng lúc càng lạm phát thì họ cảm thấy là nó có cái sự chênh lệch quá lớn và họ cảm thấy không có vui với cái chuyện đó. Chưa kể là đời sống Canada thì ai cũng biết rồi là rất khá là trầm lặng, không phù hợp với những bạn đang ở cái độ tuổi thanh niên, thanh thiếu niên, họ cần có những cái mối quan hệ rộng và vui vẻ và cái cảm giác là giống như là họ cần cái sự giải trí sau khi làm việc mệt mỏi và Canada không có đáp ứng đủ những cái nhu cầu đó. Về cái mặt đó thì mình cảm thấy là cũng khá đúng, tại vì nếu là người Việt Nam thì mình cũng biết rồi, đi làm ra thì nếu mà bạn có những cái người bạn thân á thì bạn có thể gọi mọi người ra cùng nhau ngồi quán cà phê, một quán cà phê xinh xinh nào đó, thì mình cảm thấy là ở đây á, ngồi quán cà phê tự nhiên nó tạo cho mình có cái cảm giác là rất là phí thời gian và mình cũng không có muốn dành thời gian đó cho những người làm việc chung. Còn ở Việt Nam á, cái mối quan hệ nó có vẻ nó hơi khác một chút xíu và cái cảm giác mà mình làm việc và đi ăn uống chung với lại đồng nghiệp hoặc bạn bè á, tự nhiên nó thoải mái hơn hẳn. Không biết có phải là do cái cách mà chúng ta đã tạo dựng những cái mối quan hệ từ ban đầu nó có cái nền tảng về cái sự chân thành. Ở đây gần như là mình cảm thấy là nó mang cái tính là có lợi cho nhau nhiều hơn, cho nên là cái việc mình rủ nhau đi đâu đó nó cũng không có dễ dàng, và chưa kể là cái văn hóa cũng hơi khác nhau, cái quan điểm có thể cũng sẽ khác nhau. Và có thể những người làm chung với mình họ không có cái thói quen đó luôn, cho nên là việc rủ họ đi thì nó cũng không có phù hợp á. Riêng về bản thân mình đó nha, mình á đi làm mình lại cũng không có thích là đi qua nhà của đồng nghiệp nữa, mình cảm thấy ngại ngại sao á, cho nên á là cũng không ai rủ mình đi được, mình cũng không muốn rủ ai luôn, mình thích ở nhà lắm, cho nên á là được cái lúc nào mà mình ở nhà là mình sẽ chỉ đóng cửa mình ở nhà kệ mình làm việc của mình thôi. Và mình cảm thấy á là hình như cũng nhiều người ở đây họ có cái thói quen như vậy và dần dần thì chúng ta có một cái khoảng cách rất là lớn về cái cách mà chúng ta giải trí. Những cái bạn trẻ mà sinh ra ở Canada này có lẽ là bởi vì họ quá quen với cách sống như vậy thì họ sẽ có cái mong muốn được thử thách nhiều hơn, những cái gì đó mới lạ hơn, và cái việc mà được sống ở một cái đất nước khác mình nghĩ cũng là một cái điều rất là tốt. Trong suốt một cái quá trình mà mình học tập và làm việc, mọi thứ đều đi theo đúng một cái quỹ đạo đó và tất cả mọi người gần như ai cũng như ai á, mình nghĩ là nó sẽ tạo cho mình có cái cảm giác là hơi chán, hơi buồn tẻ và thiếu thử thách đối với mình thật sự luôn. Nên mình nói thì có lẽ là sẽ có nhiều bạn cảm thấy hơi kỳ, là đối với mình cái việc mà đi học á để cho ra được cái bằng cấp á nó dễ dàng quá, và cái khó nhất có lẽ là chỉ là tiền bạc thôi. Nhưng mà khi mình đã học được cái tấm bằng rồi, lúc nào mình cũng cầm cái tấm bằng đó, mình cảm thấy là nó thật là vô nghĩa.
và mình lại muốn thử thách một cái mới. Nó kiểu giống vậy, nên là khi mà mình đi làm cũng vậy luôn, mình cảm thấy là mỗi lần mình xong một cái việc đó mình cảm thấy sao nó vô nghĩa với mình quá, và mình lại cứ ước mơ một cái cuộc sống khác. Thì mình nghĩ những cái bạn mà đang sống ở Canada này, sinh ra và lớn lên ở Canada này, các bạn có cái khao khát được thử thách mới lạ hơn, mình nghĩ cái đó cũng có gì lạ. Các bạn rời khỏi đất nước của các bạn và trải nghiệm những cái điều mới, thì cái đó sẽ giúp cho bản thân mình được tiến bộ hơn, được cởi mở hơn, và cái giống như là cái tầm nhìn của mình nó được khai sáng rất là khác luôn, đúng không? Mình sẽ có những góc nhìn rất là mới lạ, và nó bắt buộc mình phải học những điều mới, và cái đó nó rất là có lợi cho cái sự phát triển của bản thân. Cho nên mình nghĩ cái việc nó cũng chẳng có gì mà đáng gọi là báo động, nhưng mà có lẽ nó tạo cảm hứng cho rất nhiều người rời khỏi Canada, và nhất là người trẻ, mà đó là cái lượng lao động cần nhất ở Canada này. Nó cũng là một cái vấn nạn mà hình như là Canada chưa có giải quyết được, tại vì họ thiếu lao động trẻ nhưng mà họ lại không thể cung cấp được cái lượng công việc mà phù hợp với lại khả năng lao động của các bạn. Tại vì không phải ai cũng muốn mình cả đời chỉ có làm những công việc part time mà phục vụ người khác. Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn là cảm thấy mình xứng đáng với những cái vị trí khác nữa, cho nên là họ sẽ tìm kiếm những cái vị trí đó ở những nơi khác. Còn đối với lại những người mà nhập cư á, thì có lẽ là cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Mình cũng từng nghe nói chuyện với một cái chị, thì chị đó là người Ấn nha, nhưng mà chị lại thuộc cái nhóm mà Ấn có địa vị không phải là quá cao, không phải là giàu siêu giàu, nhưng mà họ là những người có tri thức cao, họ cho con cái mình đi du học và họ có tài sản để mà chọn ra những cái dịch vụ mà tốt nhất cho gia đình, như là dịch vụ y tế. Thì chị đó cũng hay nói là dịch vụ y tế ở đây rất là tệ, và cái tệ nhất thì ai cũng biết rồi, chờ lâu, chờ quá lâu để mà được gặp bác sĩ, trong khi là ở Ấn Độ thì ở những cái bệnh viện tư và có giá cao á, mà chị có thể chi trả được hết á, thì được dịch vụ giống như là tới tận răng luôn. Cho nên là chị cảm thấy là có những cái đôi khi tự nhiên mình phải hy sinh chỉ vì là để cho con cái mình có một cái nền giáo dục tốt hơn. Nhưng mà cái nền giáo dục này đôi khi nó đáng để cho mình đặt câu hỏi là có đảm bảo chưa. Tại vì nhìn chung thì cái nền giáo dục của Bắc Mỹ hiện tại cũng có nhiều thay đổi, và những cái thay đổi đó nó cũng đưa ra những cái hệ lụy không tốt, như là trẻ không có cái động lực để mà cố gắng nhiều hơn trong trong cái môi trường học tập nè, hoặc là trẻ không có được huấn luyện kỹ về những cái kỹ năng cơ bản như là đọc viết và hiểu nha. Những cái kỹ năng đó bắt đầu bị yếu đi dần á. Thì cái đó mình cũng chỉ thu thập được từ rất là nhiều cái nguồn thông tin thôi, mình không thể kiểm chứng được tại vì mình chưa có con. Nhưng mà mình chỉ cảm thấy là mình cũng nghe được từ một số lời nhận xét như vậy. Mà cái đó không phải chỉ có mỗi là người nhập cư đâu, đó là chỉ Ấn Độ rồi đó, mà còn có người là Canada mà cũng chia sẻ về việc mà các cháu của họ đó, là con em của anh chị họ rồi đó, là cũng bị những cái vấn đề tương đồng như vậy. Tức là đó là một cái vấn nạn rất là khó giải quyết ở trong cái tình hình hiện tại của Canada. Và có lẽ là sẽ có những gia đình là họ cảm thấy là không cần, không có nên như vậy, và họ sẽ có cái khuynh hướng là họ chuyển về, họ lại sống với gia đình. Mà mình thấy có một cái mà Canada thiếu nhất, đó chính là cái support system. Cái support system ở đây là như thế nào? Cái ví dụ cụ thể nhất có lẽ là do cái quan điểm mà khi chúng ta đến một cái độ tuổi nào đó chúng ta phải tự lập và trưởng thành. Nó ăn sâu vào trong cái quan điểm của người ở đây, đến mức mà mình cảm thấy là dần già nó tạo một cái áp lực rất là vô hình lên người trẻ. Và người trẻ cảm thấy là họ lúc nào cũng phải gồng gánh mọi thứ một mình á. Và cái kiểu quan điểm đó nó dẫn đến những cái vấn đề về tâm lý cũng khá nhiều. Và bây giờ thì Việt Nam mình cũng có những vấn đề về tâm lý, cái đó không phải là không có. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có những hoàn cảnh gia đình á, họ có cái support system rất là tốt ở quê nhà. Nói không đâu xa thì như gia đình mình đây, thì mình á, thật ra mỗi lần mình trở về Việt Nam thì giống như là cái bệnh trầm cảm của mình đã biến mất luôn vậy đó. Cái tâm lý của mình có thể vẫn sẽ có những cái thời điểm nó bấp bênh, nhưng mà nó bấp bênh vì những cái vấn đề khác chứ không phải là vì mình không có người để chia sẻ. Tại vì bạn bè từ những cái thời năm cấp 3, có những bạn từ năm cấp 2 luôn, là tụi mình rất là thường hay gặp nhau vào cuối tuần, hoặc là ít nhất một tháng gặp nhau một lần.
để mà tâm sự chuyện đời của nhau vậy đó, rồi nói chuyện với nhau mà không có phải là đánh giá gì nhau, chứ cứ chia sẻ tâm sự nhau vậy thôi. Khi mà mình được giải tỏa những cái cảm xúc đó thì tự nhiên cái những cái vấn đề mà nó dẫn đến những cái vấn chứng bệnh tâm lý từ từ nó sẽ không có. Cái vấn đề tâm lý duy nhất mà mình gặp khi mình người Việt Nam nó là quá nhiều người nói nhà mình thích chia sẻ mọi thứ với nhau, cho nên là khi mọi người gặp nhau nói dữ lắm, mà có lẽ mọi người cũng biết cái chuyện đó. Nhà mình không có phải là kiểu nói chuyện to hay bổ bả gì, chỉ là thường hay đùa giỡn với nhau rất là nhiều, rồi thông tin này nọ rồi cười vui, nói chung là cái positive vibe nó như là nó bị overload luôn á. Điều đó cũng là một điều mà gọi là mình cảm thấy là rất là may mắn, cho nên là mình biết là mình là sẽ có những cái hoàn cảnh gia đình đó, họ có cái support system rất là tốt, luôn luôn sẵn sàng giang vòng tay rộng để mà đón chào họ trở về. Điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy là mình nghĩ là rất là vô nghĩa khi mà sống ở Canada này, thật sự luôn á. Tại vì nếu như mà mình thích cái cảm giác mà luôn luôn có gia đình bên cạnh, tại sao mình lại chọn xa gia đình ha? Rồi trẻ em cũng vậy, mình nghĩ có một cái vấn đề mà nó mâu thuẫn như thế này. Khi mà mình có con á, mình nghĩ là hầu hết phụ huynh nào cũng muốn con mình có cái môi trường sạch, xanh và tự do như ở đây, nhưng mà đồng thời á, họ lại có lẽ là sẽ có một chút nào đó họ cảm thấy họ vẫn muốn kéo con mình về với lại cái văn hóa của gia đình, truyền thống của gia đình. Và điều đó sẽ tùy vào cái tình hình tài chính của phụ huynh, và nếu như mà không thể kham nổi cái việc nuôi dạy con ở đây á, thì có lẽ là họ sẽ chọn cách là đưa con về với gia đình ở quê nhà một thời gian, rồi khi mà có thể cứng cáp thì có thể đưa con quay trở lại. Tại vì một khi mà có quốc tịch rồi thì nó có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, chỉ có khác một cái là không có được hưởng cái chế độ y tế của Canada, nhưng mà có hưởng thì có thật sự là hưởng được không? Có thể là không phải ai cũng bị những cái vấn đề như vậy, nhưng mà tức là nếu như mà họ trong cái hoàn cảnh của họ mà họ không thể hưởng được toàn bộ cái những cái chế độ của y tế ở đây thì dĩ nhiên là chuyển con về cái nơi mà mình có thể trả được cho cái dịch vụ tốt thì họ sẽ chọn như vậy. Chuyện này cũng làm cho mình nhớ lại cái thời mà mình còn ở Mỹ á. Thì lúc đó mình đi Mỹ chỉ với cái tâm thế là đi cho biết, chứ thật ra là mình không có ý định trở lại. Và mình cũng từng nói là gia đình mình không có thích mình đi xa, chỉ có mình chọn chuyện đi xa thôi á. Nhiều người cũng hỏi mình là tại sao lại không ở lại Mỹ, không có tìm đường ở lại Mỹ, là qua được tới đó rồi. Tức là có rất là nhiều quan điểm là khi mà đã đặt cái số tiền lớn như vậy để mà học ở bên Mỹ, tại sao lại không tìm cách để ở lại Mỹ? Nhưng mà như mọi người thấy là tình hình Mỹ bây giờ nó rất là bất ổn. Mình nghĩ nếu mà ở lại á thì không ai chịu trách nhiệm được cái việc là nếu mà mình có bị bất cứ một cái bệnh gì hay không, hay là có ai giúp đỡ hay không. Và cũng không ai chịu trách nhiệm được cái việc đó là gia đình mình sẽ cảm thấy như thế nào, đúng không? Thì mình cũng không thể đánh giá được là cái chuyện mà ở lại hay không ở lại là sai hay là đúng. Tại vì nó rất là cá nhân, nó rất là chủ quan, tùy thuộc vào cái người bị ảnh hưởng bởi những cái thay đổi của xã hội vào hiện giờ. Riêng với trường hợp mà người Việt Nam á, mình chỉ mong á là bất cứ ai á mà mong chờ được qua Canada thì nên nghiên cứu kỹ những cái thông tin đầy ở trên cái những cái nhóm, hội nhóm mà những người sống ở Canada, để mà hiểu rõ hơn về cái đời sống ở bên này trước khi mà quyết định đi qua đây. Và đặc biệt đó là những cái trường hợp mà nghĩ rằng giấy tờ sẽ nhanh chóng và dễ dàng đối với Canada, nó không có dễ đâu. Nó dễ chỉ khi mà bạn đủ điều kiện, mình chỉ có thể tóm gọn là như vậy. Khi mà bạn đủ điều kiện mà người mà chính phủ Canada đang muốn từ bạn á, thì cái giấy tờ nó dễ lắm. Trước đây mình cũng có từng nói về trong cái quá trình mình làm xin thường trú nhân á, mình đi con đường hoàn toàn là chính thống, là mình chọn đi học, và sau khi đi học thì mình kiếm việc làm, và sau khi đủ giờ thì mình xin Express Entry. Và luôn luôn cái quan điểm của mình là giấy tờ mà càng đơn giản càng dễ hiểu. Cái người đọc hồ sơ của bạn á, mà càng không phải đặt câu hỏi là tại sao giấy tờ của bạn lại như thế này á, là sẽ càng dễ. Nếu mà họ không có gì để phải hỏi, không có cái gì để phải điều tra thêm á, là họ xét rất nhanh. Đó là cách duy nhất để mà bạn có thể vào Canada nhanh, hoặc vào bất cứ một đất nước nào nhanh. Chứ mình nghĩ á, bất cứ một cái đường đi mà người ta vẽ ra mà bảo là nhanh hay dễ dàng hay là chỉ cần bao nhiêu đó tiền á, là không bao giờ dễ đó. Hơn thì bạn vượt qua được, còn á hả, mình nghĩ trường hợp nhiều nhất vẫn chính là
là sẽ không có tốt, và nó sẽ giống như là tạo ra một cái vết đen ở trên cái hồ sơ của mình. Mà cái hồ sơ của mình giống như mình, tức là cái này là mình bị, có lẽ là cũng hơi bị paranoid á, là mình cảm thấy là chỉ cần có một cái vết nhơ trong cái hồ sơ của mình thôi là cả thế giới nó biết. Cho nên là mình rất là sợ, rất cực kỳ sợ làm bất cứ một cái điều gì sai ở bất cứ nơi đâu, và luôn luôn phải cẩn trọng cái việc mình làm. Mà nhất là thời đại này cái gì họ cũng biết, việc gì mình làm họ cũng biết á, thì làm gì mà có chuyện mà mình có thể qua mặt được. Và chính quyền kiểu vậy á, và chính quyền Canada họ làm chậm vậy thôi, chứ họ đã muốn điều tra á, mình nghĩ họ điều tra ra hết á. Cho nên nó là một khi á mà mình đã có quyết định đi qua Canada này á, cái lời khuyên của mình với những bạn trẻ trước đi, đó là các bạn đã chắc chắn chưa, các bạn có biết là Canada như thế nào chưa, và các bạn phải nghĩ kỹ đây là quyết định của các bạn hay là quyết định của gia đình. Tại vì đôi khi á, gom này vì gia đình, nhưng mà cuối cùng á là giống như là mình sẽ bị cái cảm giác mình bị áp lực, cho dù mình không phù hợp ở đây mà mình vẫn phải ráng á, sau này nó cũng không có tốt cho sức khỏe tinh thần. Mình chỉ mong là mọi người đều nghĩ kỹ, thật là kỹ trước khi mọi người qua Canada. Rồi tùy vào cái phong cách sống của mình có dễ bị ảnh hưởng bởi những cái sự thay đổi trong môi trường Canada hay không, xem lại bản thân mình thì có khả năng là hòa nhập tốt hay không, hay là mình cần bao nhiêu thời gian. Nên có một cái bản kế hoạch rõ ràng là sau những cái hồ sơ như thế này, sau cái thời gian như thế này thì mình sẽ nhảy qua cái diện hồ sơ như thế nào. Tại vì sống ở Canada là luôn phải có giấy tờ đó, mọi thứ đều phải được sắp xếp và được tính toán kỹ lưỡng. Giống như là nếu mà chị bước qua mà chưa có biết rõ là Canada như thế nào, thành phố như thế nào, chi phí sống như thế nào, cái môi trường làm việc, hay là những cái yêu cầu khi mà kiếm việc làm, hay là bạn muốn tìm việc làm như thế nào á, mà nếu không tìm hiểu kỹ thì rất là dễ bị sốc. Và vì bị sốc thì đôi khi là nó lại dẫn đến cái việc là bạn sẽ phải trở về, hoặc là bạn phải từ bỏ ước mơ, vân 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 vân, quá nhiều trường hợp. Mình chỉ mong á là trong tất cả những cái trường hợp mà người nhập cư đến Canada, nếu như có người Việt Nam mình mà quyết định trở về Việt Nam á, tất cả đều là do bạn chọn lựa, và bởi vì nó có lợi cho bạn ở tất cả mọi mặt, chứ không phải là vì vấn đề giấy tờ hay là vì vỡ mộng. Mình cảm thấy những cái lý do rất là buồn, và mình hy vọng nó không có xảy ra cho bất cứ ai. Không biết là cái video hôm ngày hôm nay nó có hơi linh tinh lên tai hay không, chỉ là mình cảm thấy cái xu hướng như vậy á, cái mình cũng cảm thấy mình muốn chia sẻ về cái góc nhìn của mình một chút thân thiện và một chút chủ quan, và mình cũng cố gắng khách quan hết sức có thể. Hy vọng là mình cũng sẽ nhận được một số ý kiến của mọi người ở trong phần bình luận, và tùy vào hoàn cảnh của mọi người cảm thấy cái sự việc này như thế nào, cái tình trạng này nó có thật sự nó đang xảy ra hay không. Và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha, bye bye.